Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nỗi tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sáng nay ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Văn Phượng, 55 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, về tội giết người. Vụ án này kéo dài đã 11 năm, ông Phượng 3 lần bị tuyên án tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột và liên tục kêu oan. Gần đây nhất là phiên sơ thẩm hồi tháng 8 năm 2019, ông Phượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên tử hình và mãi đến nay, gần 4 năm, phiên phúc thẩm mới được mở, từng hoãn hồi tháng 8 năm 2022. Theo hồ sơ, cụ Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1926, mẹ ruột ông Phượng bị mù lòa, sống chung với vợ chồng ông Phượng và được cả hai chăm sóc, nuôi dưỡng từ năm 2003. Đến năm 2009, do kinh tế eo hẹp, con trai cả và vợ ông Phượng lần lượt đi xuất khẩu lao động. Để có tiền lo chi phí, ông Phượng vay mượn nhiều người, trong đó vay của cụ Vui đôi bông tai 1,5 chỉ vàng. Trong lúc nợ nần khó khăn, cụ Vui được cho là nhiều lần đòi lại số vàng đã cho con trai vay, khiến ông Phượng rất bực tức, nảy sinh ý định sát hại mẹ để chút gánh nặng gia đình. Ngày 2 tháng 10 năm 2012, ông Phượng ra tiệm vàng mua đôi bông tai 1,5 chỉ, đưa con trai út mang trả cho cụ Vui. Hai ngày sau, khi nói chuyện với ông Phượng, cụ Vui hỏi mày trả tao vàng giả à? Làm cho bị cáo càng quyết tâm thực hiện ý định giết mẹ. Trưa ngày 5 tháng 10 năm 2012, ông Phượng đi làm thuê về nhà, thấy cụ Vui nằm ngủ trên giường liền vào góc buồng lấy con dao quắm, chém nhiều nhát khiến mẹ tử vong. Gây án xong, bị cáo gọi điện cho cán bộ công an xã và người nhà, báo tin cụ Vui bị người khác giết. Hai tuần sau, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi cùng các dấu vết hiện trường, cơ quan công an xác định ông Phượng là nghi phạm nên bắt giữ. Tháng 4 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ông Phượng kháng cáo. Tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, quyết định y án tử hình. Tại cả hai phiên tòa, ông Phượng đều kêu oan. Ông Phượng khai ban đầu nhận tội là vì cơ quan điều tra dọa bắt đứa con trai nhỏ, bị điều tra viên đánh đập, mớm cung. Tuy nhiên, các lời khai này đều không được chấp nhận. Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên. Đến tháng 8 năm 2016, tức 3 năm sau, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị, đề nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 11 năm 2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên giám đốc thẩm, gồm 14 thành viên tham gia xét xử, do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế chủ tọa. Sau khi đánh giá toàn diện hồ sơ, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhận định căn cứ kết tội ông Phượng là chưa vững chắc, nên quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Quyết định giám đốc thẩm nêu 7 vấn đề cần làm rõ nhằm xác định ông Phượng có sát hại mẹ ruột hay không. Trong số này, thời gian gây án có sự vênh nhau giữa lời khai của bị cáo và những người làm chứng, người khai 10 giờ, người lại khai 11 giờ. Vì vậy, cần phân tích các cuộc gọi trong danh sách điện thoại thu giữ được để xác định chính xác quỹ thời gian tiêu thụ của bị cáo trong ngày xảy ra vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan giám định xác định thời gian cụ Vui chết dựa trên lời khai của con trai út ông Phượng cùng với quan sát qua bản ảnh là chưa có căn cứ khoa học, cần yêu cầu giám định lại chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Ngoài ra, một số tình tiết buộc tội khác cũng có mâu thuẫn, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định quá trình bị cáo gây án, làm rõ gia đình bị cáo có mâu thuẫn với ai không, lời khai của bị cáo về việc bị đánh đập, ép cung có đúng. Đáng chú ý, quyết định giám đốc thẩm đề cập ông Vi Văn Phượng được hàng xóm, bạn bè đánh giá là người sống tình cảm, có hiếu với mẹ. Mặc dù cụ Vui mù lòa nhiều năm nhưng bị cáo vẫn chăm sóc, không ngược đãi. Bị cáo có vay vàng của mẹ và đã trả cách thời điểm xảy ra vụ án nhiều ngày. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án lại thể hiện bị cáo do bức xúc lâu ngày, đi làm vất vả còn phải chăm mẹ già mù lòa, khi trả vàng bị nói là vàng giả, nên nảy sinh ý định sát hại mẹ. Những tình tiết trên cho thấy căn cứ để xác định động cơ phạm tội của bị cáo còn mâu thuẫn, cần làm rõ hơn. Đồng thời cần trưng cầu giám định tâm thần để xác định bị cáo có bị tâm thần hay một bệnh nào khác gây mất năng lực điều khiển hành vi hay không.
Tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm lần 2. Ông Phượng tiếp tục kêu oan, ba luật sư bào chữa cho ông Phượng nhấn mạnh vào các điểm mâu thuẫn mà quyết định giám đốc thẩm đề cập để cho rằng thân chủ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra vụ án. Do tính chất vụ án phức tạp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập thêm chứng cứ. Đến tháng 8 năm 2019, khi mở lại, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 tuyên ông Phượng tử hình về tội giết người, không chấp nhận việc kêu oan của bị cáo và quan điểm bào chữa của các luật sư. Đến nay, gần 4 năm kể từ phiên sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2 như đã đề cập. Không chỉ có Vi Văn Phượng mà nhờ vào sự công tâm của pháp luật, cũng như sự khoan hồng có nhiều tên tử tù dù đã nằm trong phòng biệt giam chờ thi hành án vẫn thoát án tử. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019, chị Trần Minh Phương, sinh năm 1987, ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, đi làm ca đêm từ công ty Kudabe về đến nhà. Sau đó, chị Phương qua nhà mẹ ruột là bà Đào Thị Thu Cúc ở gần nhà chị Phương để đón con bé là bé Nguyễn Thị Bảo Trân, 8 tuổi. Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng nhà bà Cúc mở, cửa chính phía trước thì khóa ngoài, cửa nhà bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong. Khi chị Phương nhìn vào bên trong qua khe cửa thì thấy bé Bảo Trân đang nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu. Thấy vậy, chị Phương hô hoán cầu cứu. Lúc này, một số người hàng xóm của bà Cúc chạy đến. Mọi người lấy xà beng cậy cửa vào thì thấy bé Bảo Trân đã chết. Em Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, nằm chết ở hành lang và bà Đào Thị Cúc, 54 tuổi, nằm chết trong buồng ngủ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường tử thi. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên tử thi của bà Đào Thị Thu Cúc có hai vết chém trên cổ phía trước, từ trái qua phải, gây tử vong. Trong khi đó, trên thi thể em Trần Thị Quỳnh Nhi có hai vết chém sau gáy, 18 vết đâm trên người, trong đó có vết đâm thủng tim, phổi, dẫn đến tử vong. Đối với tử thi nhỏ tuổi nhất là bé Nguyễn Thị Bảo Trân có 25 vết thương trên người, trong đó có 11 vết chém ở vùng mặt, cổ và 14 vết đâm trên người gây thủng tim, phổi, dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một dao Thái Lan, một dao quắm và 15 mét dây kẽm dùng để khóa các phòng trọ gần nhà bà Cúc. Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra ban đầu tại hiện trường, ban chuyên án điều tra vụ án nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, ban chuyên án tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, các đối tượng quản lý nghiệp vụ về hình sự, ma túy, khu vực xung quanh hiện trường. Qua đó, nổi lên hai đối tượng cư ngụ gần hiện trường có dấu hiệu khả nghi nhất, gồm hai đối tượng, trong đó có Trần Trọng Luận, sinh năm 1985. Trong đó, Luận là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc, trên người có một số dấu hiệu của việc xảy ra xô xát mới. Riêng đối với đối tượng còn lại có sự nghi vấn bất minh về thời gian di chuyển, vắng mặt bất ngờ. Qua các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, đến 3 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019, công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận. Tại cơ quan công an, Luận khai nhận vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước đó có lần đến nhà bà Cúc uống cà phê thì em Trần Thị Quỳnh Nhi là con gái của bà Cúc có lời nói thái độ khinh thường Luận. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận. Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị thuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan, rồi di chuyển đến nhà bà Cúc lúc 3 giờ sáng, ngày 24 tháng 4 năm 2019. Tại đây, Luận đột nhập vào nhà qua mái tôn. Khi đã vào được đến bên trong nhà, Luận thấy bà Cúc thức dậy, liền lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ. Sau đó, Luận tiếp tục ra tay sát hại cháu Trân khi thấy cháu chạy ra cùng bà ngoại. Chưa dừng lại, Luận đi lên gác vào phòng ngủ của Nhi. Lúc đó, Nhi bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Luận đâm gục trước cửa phòng. Sau khi gây án, Luận mở cửa ra ngoài và khóa cửa nhà bị hại, rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bị hại khoảng 150m. Trước đó, để tránh bị phát hiện ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bị hại. Nói về nghi can Trần Trọng Luận, anh Trần Trung Hiếu là anh trai của Luận cho biết Luận là con trai út trong gia đình, thường xuyên vay tiền thiếu nợ. Luận là người mê cờ bạc, lô đề. Mặc dù người thân khuyên nhủ, nhưng Luận vẫn chứng nào tật nấy để rồi thua cờ bạc nợ nần, anh Hiếu nói. Theo lời anh Hiếu, vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019, trong khi người dân đang xôn xao về vụ thảm sát khiến ba người hàng xóm tử vong thì Luận vẫn cứ ngủ. Đến trưa cùng ngày, Luận đi lòng vòng trong nhà. Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, công an đến mời Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận đi.
Lúc đó anh Hiếu ở ngoài và chỉ Luận vào trong. Làm việc với công an không lâu thì công an thông báo đã tạm giữ Luận. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, công an đến nhà và tiến hành khám xét. Theo lời người thân của Luận, đến nay dù đã tuổi 34 nhưng vẫn chưa có người yêu, sống khép kín. Luận lúc nào cũng tỏ ra chán nản và nghĩ đến chuyện cờ bạc. Trong khi đó, những người hàng xóm của Luận cho hay Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng đã bán. Tại địa phương, Luận thuộc diện đối tượng cá biệt, từng bị công an phường mời lên làm việc liên quan đến hành vi trộm cắp. Liên quan đến vụ án, vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về tội giết người. Luận là kẻ ra tay tàn độc, cướp đi sinh mạng của 3 người trong đêm. Vào 8 giờ, bị cáo Luận được đưa tới tòa trên xe thùng, tay bị còng, chân bị xích, được hàng chục chiến sĩ áp giải vào bên trong. Bị cáo mập lên trông thấy sau 7 tháng tạm giam. Sau 7 tháng bị tạm giam, bị cáo Luận có vẻ phát tướng hơn so với khi gây án. Bước vào tòa, Luận tỏ ra bất cần, vẫn cười bình thản. Rất đông người thân của bị hại kéo đến tòa, trong đó có chị Phương là con gái lớn của nạn nhân Đào Thị Bích Cúc, 53 tuổi, mẹ của Nguyễn Thị Bảo Trân, 8 tuổi và là chị gái của Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi. Tại tòa, bị cáo khai nhận rõ ràng rành mạch những hành vi được mô tả trong cáo trạng. Luận nói không hề có mâu thuẫn với bà Cúc, chỉ vì thiếu tiền chơi cờ bạc, nghĩ nhà người phụ nữ 54 tuổi bán tạp hóa có tiền nên hắn nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để lấy tài sản. Về việc dùng 5 đoạn kẽm móc vào cửa ngoài 5 phòng trọ sát nhà bà Cúc, Luận khai là để đề phòng trường hợp đang thực hiện hành vi trộm cắp mà bà Cúc la lên thì hàng xóm cũng không truy đuổi được hắn. Khi chủ tọa hỏi có nhớ đã chém nạn nhân Bảo Trân 8 tuổi bao nhiêu nhát hay không thì Luận nói là không nhớ. Trả lời việc thay đổi lời khai, Luận cho biết lúc bị bắt, biết thế nào cũng bị tử hình nên khai vậy, chứ thật ra là không hề có mâu thuẫn gì với Nhi. Thấy hành vi của mình là quá đáng, không biết nói gì nữa, Luận nói cụt ngủn khi hội đồng xét xử hỏi suy nghĩ về hành vi giết 3 mạng người. Đại diện bị hại tại tòa yêu cầu tòa xử thật nặng bị cáo Luận và yêu cầu được bồi thường 105 triệu tiền ma chay và khoảng 477 triệu tiền tổn thất tinh thần. Bị cáo Luận nói chỉ chấp nhận tiền ma chay. Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo không tham gia xét hỏi tại tòa. Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có sức khỏe nhưng không lao động mà gây ra hành vi phạm tội. Gây nên mất mát đau thương cho gia đình bị hại, không có gì có thể bù đắp được. Cơ quan công tố đề nghị xử Trần Trọng Luận án tử hình về tội giết người, 4 đến 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ở một vụ án khác, chỉ vì có tiền tiêu xài và cho bạn gái mà tên tử tù đã sẵn sàng ra tay lấy mạng 3 người vô tội. Bản án tử hình được vang lên nhưng dường như nỗi căm phẫn dành cho hắn vẫn không thể nguôi ngoai. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.